này Noah trở lại với S Channel và mình là Kiều Diễm. Tiếp tục lại với những series giá ra đồ công nghệ với 100.000 thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái loại máy. Và máy này có thể giúp chúng ta thư giãn, xả stress rồi giảm những căng thẳng mệt mỏi thường ngày. Đó chính là chiếc máy massage. Và cái chiếc máy massage này thì mình mua với giá là 59.000 chung là 60.000 cho chẳng hơn ha. Rồi, phía dưới thì các bạn sẽ có một cái cuốn sách hướng dẫn sử dụng, phương pháp điều trị, phương pháp bảo trì, sau sử dụng, phương pháp sử dụng, chuẩn bị trước khi dùng, hướng dẫn vận hành cho máy rồi ra các kiểu. Hồi mình xong mình gắn vô, mình sẽ xem này. Rồi, ở dưới nữa chúng ta sẽ có một cái cáp sạc, một cái củ sạc, một cái dây để gắn vô cái chiếc máy này nè, rồi mình gắn vô những cái miếng massage. Đây, tâm lý hơn nữa chúng ta sẽ có 3 viên pin này. Ba viên pin. Đây chính là một cái remote, cái điều khiển. Đây chính là những cái miếng dán để chúng ta dán vô, xong mình gắn cái dây điện này vào, xong mình nó sẽ truyền điện vô và massage. Còn đây chúng ta sẽ có hai cái đế. Bình thường các bạn mua thì nó sẽ có hai cái miếng này thôi. Này, chỉ có hai cái miếng như thế này, nhưng mà mình đang mua trong cái thời gian khuyến mãi, người ta sẽ tặng cho mình thêm hai miếng nữa. Và hai cái bị hai miếng nhựa này là để giúp các bạn là khi mà các bạn sử dụng hai miếng á, chúng ta có thể là dán ra bên đây để dán ở đây, rồi mặt sau thì dán đủ 4 miếng để khi mà những lần sau sử dụng thì chỉ cần gỡ ra thôi. Lúc trước thì mình có cho anh Quận mượn massage thử á, đó thấy không, chỉ gỡ ra như thế này thôi mà gắn vô chích điện rồi ok. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu mở máy hướng dẫn sử dụng ra. Đó, các bạn thấy đây, cái remote này trên đây chính là ổ cắm điện cực bao. Cái nút bên đây là nút chuyển sang tiếng Hoa hoặc tiếng Anh, nhưng thực chất khi mà mình bấm vô thì nó chỉ có một tiếng, chính là tiếng Anh thôi. Rồi đây chính là nút chỉnh thời gian, chính là căn chỉnh thời gian là các bạn muốn massage trong bao lâu. Rồi còn đây là nút công tắc mở on off. Còn nút này nữa là nút strong, là nút tăng cường độ, thì các bạn muốn tăng lượng phóng điện, tăng lượng rung lên đó thì các bạn sẽ bấm này. Còn thấy là thấy rung dữ quá mình không thể kiềm chế được thì bấm nút giảm ở phía bên dưới. Và nước đi đây mod chế độ, chính là các bạn có thể lựa chọn chế độ. Chiếc máy này chúng ta có rất là nhiều chế độ, như là chế độ giảm béo nè, chế độ massage, chăm cứu, rồi bấm huyệt, rồi co cơ, rồi cái gì nữa ta, rồi cái gì nữa, nhưng mà rất là nhiều cái chế độ mà mình cần sử dụng. Mà với mình chắc là sẽ sử dụng một cái là massage hay là giảm béo, chứ co cơ hay chăm cứu thì chưa dám thử. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ tới phần trải nghiệm của cái chiếc máy này. Rồi thôi anh Dung vô đi, anh đứng ngoài chi chở lấy ghế vô nè, theo em đứng đâu. Đầu tiên thì cho anh Dung massage đi. Rồi ok, thời gian là 5 phút. Strong. Yeah. Rồi. Cái gì vậy? Mạnh không anh, hay là nửa nửa không, hay là giả nửa không? Vậy được chưa? Anh cảm giác giống như có điện mới giật kìa. Đúng rồi. Mình đã đúng rồi, thôi để giảm xuống. Anh Trung người đàn ông đàn trai này quá yếu rồi. Sao? Đâu mạnh lên thử coi. Anh hả? Rồi số 3 luôn nha. Mày thấy là cái cơ bắp của anh Trung mới rồi. Chung hai là mấy tay. Sao vậy? Sao vậy? Bình thường. Ủa em có đổi không vậy? Em không. Hay là hay là hay là nó tự động. Hay là nó tự động vậy? Nó tự như thế. Nó tự vậy luôn. Cười hoài luôn. Mình nói rồi, ai cũng cười hết. Nó kiểu dạng nó có hai chế độ, một cái chế độ nó giật với một chế độ. Đó giống gì nè. Nếu mà không chú ý á, một lát hồi mà nó bật kiểu. Thôi giảm xuống cho anh Trung mà, giảm xuống rồi. Rồi, số 1. Không, cái này không thấy gì hết. Rồi, số 1 là quá yếu cho anh Trung, nhưng chỉ bắt được số 2 thôi. Rồi, nhẹ nhẹ. Các bạn thấy là đây, nó đang nhẹ. Đó. Giờ. Các bạn nào muốn vùng cổ, hay là có thể là dán một miếng này ngay cổ, rồi dán một miếng ngay vai. Còn không thì dán ở đây, xong rồi dán ở đây. Chồng con tim hay anh nghe lính chứ. Rồi tắt. Xong rồi. Chị anh có thể nói cho mọi người biết là trong ba cái chế độ là massage, giảm cân với lại chăm cứu thì anh thích chế độ nào nhất? Nếu nói về cái chế độ mà mạnh nhất á, anh nghĩ là cái chế độ chăm cứu là chế độ mạnh nhất. Tại vì nó giật sâu tới tận ở phía bên trong của cơ luôn. Còn cái chế độ thứ hai á là anh thấy là cái chế độ giảm cân.
cái chế độ giảm cân thì nó giật mạnh hơn, nó không có hai cái chế độ rung khác nhau nhưng mà nó giật rất là mạnh. Còn cái chế độ đầu tiên thì yếu hơn hai chế độ kia, nhưng mà lâu lâu thì nó giật nó cũng vui vui. Vậy nên là đối với cái máy massage này, nếu những người trẻ thì các bạn có thể sử dụng cái chế độ massage. Còn đối với những người nào lớn tuổi như là bố mẹ các bạn mua về thì chúng ta nên đọc kỹ cái cuốn sách hướng dẫn này đây, thì để biết là những cái bệnh lý trị liệu chúng ta như thế nào, dán ở những nơi nào và sử dụng cái chế độ nào sẽ phù hợp hơn. Do anh Dung khỏe mạnh nên là mình quốc cho chăm cố luôn, chứ mà lỡ mà người lớn tuổi xíu mà các bạn không biết mà để chế độ mạnh quá thì có thể là dẫn đến những cái chấn thương gì đó, đi về nhẹ một chút xíu á. Rồi, và nếu các bạn thích thì có để mua hàng lên Lazada nha. Và giá chỉ đó là 60.000 thôi, free ship. Rồi, các bạn còn biết những cái món đồ nào khác nữa cũng thường lệ thôi. Series của mình chính là ngon, bổ, rẻ, giá dưới 100.000. Hãy để lại comment dưới video này. Đừng quên nhấn nút subscribe, like, share cho channel để đạt 1 triệu view trong năm nay nhé. Xin chào và hẹn gặp lại, bye bye.